Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Khi mà anh chị đang đầu tư cổ phiếu, Hòa tin chắc rằng anh chị đang phân vân vì là gì? Vì không biết chọn một cái cổ phiếu nào để mình đầu tư. Mặc dù là Hòa đã có một cái video chia sẻ với anh chị và các bạn 6 cách để mà lựa chọn một cái kiểu cổ phiếu tốt, nhưng anh chị và các bạn vẫn chưa quyết định được. Thực sự là cái sự quyết tâm của mình khi chọn một cổ phiếu rất là khó. Và rất nhiều các cái kênh thông tin, các cái chia sẻ của rất nhiều người làm cho mình hoài nghi về cái cổ phiếu đó khi đầu tư. Chính vì vậy mà Hòa làm cái video này để chia sẻ với anh chị và các bạn một cái cổ phiếu mà giải quyết tất cả các cái vấn đề của anh chị và các bạn. Đó chính là gì? Đó chính là quỹ ETF. Đây chính là một cái chứng chỉ quỹ, nó giống hệt như cổ phiếu, mua bán giống hệt như cổ phiếu, nhưng nó sẽ giải đáp và xử lý tất cả những cái băn khoăn của anh chị các bạn khi lựa chọn một cổ phiếu nào để đầu tư. Đó là vì sao? Bởi vì cái quỹ ETF này nó mô phỏng một cái danh mục cổ phiếu trên thị trường. Nó giúp cổ phiếu A, cổ phiếu B, cổ phiếu C, vân vân. Nói nôm na tức là gì? Anh chị đầu tư vào một chứng chỉ quỹ ETF này tức là anh chị đang đầu tư thụ động vào một danh mục các cái cổ phiếu trên thị trường được công ty quản lý quỹ lựa chọn. Nó rất là dễ hiểu như vậy thôi. Thế thì tìm hiểu lịch sử về quỹ ETF này, anh chị cũng nắm qua quỹ ETF này thì lần đầu tiên được xuất hiện ở Canada, sau đó thì đến Mỹ vào năm 1993. Có một cái quỹ ETF đó là SPDR được thành lập, nó mô phỏng cái chỉ số S&P 500, tức là 500 cái doanh nghiệp hàng đầu ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Vậy thì ở Việt Nam thì sao, đúng không ạ? Ở Việt Nam thì quỹ ETF đầu tiên được thành lập đó chính là quỹ ETF E1 VN30, mô phỏng chỉ số VN30, tức là 30 cái cổ phiếu hàng đầu ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đó, các bạn hãy nhớ nhá, VN30. Và được thành lập vào năm 2014. Đó, để chị các bạn dễ hình dung nó như vậy. Thế thì chúng ta sẽ băn khoăn là đầu tư vào quỹ ETF như thế này thì có lợi ích gì, đúng không nào? Có lợi ích gì? Về mặt lợi ích thì Hòa sẽ chia sẻ với các bạn có mấy cái điểm như thế này, các bạn dễ hình dung nhé. Thứ nhất là gì? Nó an toàn hơn cổ phiếu. Đơn giản là như thế. Nếu anh chị và các bạn đầu tư vào một cổ phiếu thì nếu cổ phiếu đó giảm giá thì sao, đúng không nào? Và nếu anh chị đầu tư vào một danh mục cổ phiếu, đó chính là chứng chỉ quỹ ETF, thì nếu trong trường hợp cái cổ phiếu trong cái danh mục đó giảm giá thì không có nghĩa là toàn bộ cái danh mục đó giảm giá, và không có nghĩa là cái chứng chỉ quỹ đó giảm giá, đúng không nào? Thế thì như vậy là rõ ràng là một cổ phiếu sẽ rủi ro hơn một danh mục cổ phiếu, anh chị các bạn nhé. Cái lợi ích thứ hai là gì? Cái lợi nhuận ấy, nó sẽ cao hơn so với tiết kiệm ngân hàng. Tại sao mà Hòa nói như vậy? Hòa đã thống kê một cái quỹ VN30 này, và có cái video ở trên cái chia sẻ này các bạn có thể xem nhé. Từ cái lúc thành lập đến bây giờ, nếu mà Hòa tích lũy liên tục nhé,
Đó. Thì sẽ được một cái hiệu quả là 13,7% trên năm. Đó. Một cái hiệu quả như vậy. Hòa nhớ là Hòa làm cái video đó là tháng 3. Bây giờ nó còn cao hơn. Giá của chứng chỉ quỹ nó bây giờ nó còn 24, 24,5. Lợi nhuận nó còn cao hơn đấy. Đấy. Nhưng mà mô phỏng lại cho anh chị và bạn xem. Nó đơn giản như vậy thôi. Đúng không? Lợi ích thứ ba đó chính là gì? Đầu tư quỹ này nó rất là đơn giản, thuận tiện hơn quỹ mở rất là nhiều. Tức là ý mà nói các cái quỹ mở chủ động đó, đơn giản cộng với thuận tiện so với quỹ mở đó. Thì đây là một cái ưu điểm mà cái quỹ ETF này so với quỹ mở chủ động. Họ xin nói thêm là quỹ ETF thì người ta gọi là quỹ thụ động, tức là gì, họ mô phỏng cái danh mục chỉ số đó, đó họ xây dựng một cái danh mục cổ phiếu và tiền được bơm vào mua cái danh mục cổ phiếu đó, đó chính là các nhà buôn cơ một, sau đó thì bán lại cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta, và các nhà đầu tư thì cứ giao dịch trên thị trường với nhau đó, cái chứng chỉ quỹ đó. Thế thì rõ ràng là gì, cái quỹ thụ động này nó thuận tiện hơn vì nó giao dịch giống hết cổ phiếu thôi. Còn nếu mà chúng ta mua quỹ chủ động thì chúng ta cũng mua trực tiếp với cả công ty quản lý quỹ thì nó cũng sẽ phức tạp hơn, đúng không ạ? Bởi vì sao, một tuần thì có công ty thì hàng ngày giao dịch được, nhưng ngày hôm trước mua ngày hôm sau quỹ về, có công ty thì hàng tuần thì có 1 đến 2 lần giao dịch thôi thì nó cũng khá là phức tạp, đúng không ạ anh chị các bạn? Đây chính là ba cái ưu điểm mà Hòa thấy rằng là nó khá là gần gũi, sát sườn với quyền lợi của anh chị và bạn và chia sẻ. Tất nhiên thì nó còn nhiều những cái ưu điểm khác về quỹ. Tuy nhiên thì Hòa không nói sâu ở đây, để nhấn mạnh ba cái này để anh chị nắm được căn bản thôi. À, để kiếm tiền với quỹ đầu tư ETF thì anh chị và các bạn sẽ kiếm như thế nào, đúng không ạ? Đó. Thế thì chúng ta sẽ kiếm tiền với quỹ ETF. Thứ nhất là bằng cổ tức quỹ. Đúng nào? Và thứ hai đó chính là gì? Chênh lệch giá. Đó, chính là hai cách kiếm tiền từ quỹ ETF. Rất là đơn giản như thế này thôi. Quỹ ETF thì nó có cổ tức, nó có cổ tức. Đấy. Tuy nhiên thì ở Việt Nam thì rất là ít quỹ ETF trả cổ tức nhá, rất ít. Và Hòa mới đây Hòa thấy có một quỹ ETF của Tin Việt họ trả cổ tức cho nhà đầu tư như là 2.000 đồng. Đấy. Thì có lẽ thì Hòa sẽ làm một cái video ở trên này này để review cho anh chị xem là cổ tức quỹ ETF như thế nào, cách tính, cách xem thông báo, vân vân. Để chị và các bạn tham khảo nhá, chị xem ở video trên nhá. Có nhiều anh chị và các bạn hỏi là cái lãi kép đầu tư quỹ ETF này như thế nào, đúng không? Thế thì Hoàng muốn chia sẻ với các bạn như thế này, tức là lãi kép sẽ được hình thành như thế nào khi mà cái khoản đầu tư của mình được trả về và mình tái đầu tư lại, hoặc là gì, khoản đầu tư của mình được trả lãi và mình tái đầu tư tiếp thì nó mới sinh ra lãi kép, anh chị các bạn nhé, nhớ giúp mình như thế. Thế thì quỹ ETF này sinh ra lãi kép khi nào? Khi mà quỹ họ trả cổ tức tiền mặt cho nhà đầu tư, và cái cổ tức tiền mặt này bắt đầu tái đầu tư, thì chúng ta sẽ tái đầu tư vào đâu? Thứ nhất là chúng ta có thể gửi tiết kiệm ngân hàng, đúng không ạ? Thứ hai chúng ta có thể mua quỹ trái phiếu. Thứ ba chúng ta có thể mua trái phiếu. Thứ tư chúng ta có thể lại mua quỹ ETF. Tức là lúc này chúng ta lại tái đầu tư. Thì như vậy nó mới sinh ra một cái lãi
lãi con nữa. Lúc này nó mới hình thành ra một cái lãi kép. Đúng rồi anh chị các bạn, lãi kép chính là cái cổ tức này này cộng với cả lãi con. Đó, chính là cái lãi kép. Còn bình thường thì nếu mà quỹ ETF người ta không trả cổ tức tiền mặt thì anh chị và các bạn sẽ nhận cái lợi nhuận từ cái việc tăng trưởng giá trị tài sản ròng của quỹ nhé. Hoa giả sử như thế này, khi anh chị mua với cái giá là 20, đúng không ạ? Và đến tại thời điểm bây giờ giá của chứng chỉ quỹ là 23, tức là lúc này anh chị đang có một cái lợi nhuận là bạn. Cái lợi nhuận này nó được hiện thực, tức là nó chảy về tài khoản của chúng ta khi mà anh chị bán chứng chỉ quỹ. Đó. Còn nếu anh chị chưa bán chứng chỉ quỹ thì cái lợi nhuận này nó chưa hiện thực về tài khoản đâu nha. Cái con số này Hòa chưa nói đến phí, chưa nói đến phí giao dịch và thuế thu nhập cá nhân anh chị qua nha. Phí giao dịch và thuế nhập cá nhân nó tùy vào thị trường khoán, vì vậy mà anh chị hãy tham khảo từng thị trường khoán anh chị nhá. Đó, nói chung là nó phải rơi vào khoảng độ là 0.2 đến 0.4% bao gồm cả phí và thuế đấy. Khi mà anh chị bán đấy, mua cũng mất phí và bán cũng mất phí, mình lấy tiền mình trừ đi cái khoản phí này thì sẽ ra được cái lợi nhuận đầu tư. Như vậy là anh chị đã hiểu được rằng mình kiếm tiền bằng cách là gì? Mình có cổ tức. Thứ hai là gì? Mình bán cái chứng chỉ quỹ này mình kiếm lợi nhuận. Đó, rất là dễ đúng không? Vậy thì cái rủi ro khi mà đầu tư quỹ ETF là gì? Anh chị và các bạn hãy nắm lấy hai cái rủi ro căn bản mà chia sẻ như thế này. Đầu tiên đó chính là rủi ro về mất tiền. Thế thì cái rủi ro mất tiền này thể hiện như thế nào? Nó hiện hữu như thế nào? Đúng không nào? Thứ nhất là gì? Cái giá của chứng chỉ quỹ nó giảm. Giá của chứng chỉ quỹ giảm là anh chị mất tiền. Giả sử mua 20.000 đồng, đúng không nào? Hiện tại còn 18 thì rõ ràng là gì? Anh chị sẽ bị âm 2.000 đồng, đúng không nào? Tức là mình mất 2.000 đồng. Đấy, chính là cái rủi ro mà mất tiền. Thế thì tại sao mà lại giá của chứng chỉ quỹ nó giảm? Giá của chứng chỉ quỹ giảm khi mà giá của cổ phiếu A, cổ phiếu B, cổ phiếu C giảm. À, thì điển hình anh chị có thể nhìn thấy rõ nhất là gì? Tại cái thời điểm mà cái dịch bệnh Covid xảy ra thì toàn bộ thị trường giảm, tất cả các cổ phiếu giảm thì giá của chứng chỉ quỹ sẽ giảm. Cái rủi ro thứ hai mà anh chị và các bạn sẽ phải lắm được đó chính là rủi ro về thanh khoản. Rủi ro thanh khoản được thể hiện như thế nào? Đơn giản như này thôi. Anh chị mua chứng chỉ quỹ rồi, anh chị cần tiền, anh chị bán. Thế thì anh chị bán có người mua hay không? Mình mang đi mình bán. Đấy, mình đặt lệnh bán ở trên sàn, liệu có người mua cho mình hay không? Đó chính là vấn đề. Đấy chính là rủi ro thanh khoản đấy. Đơn giản như vậy thôi. Thế thì chúng ta sẽ phải xem xét cái cổ phiếu hay cái chứng chỉ quỹ nào mà có thanh khoản tốt để chúng ta đầu tư, đúng không nào? Khi mà chúng ta nhìn thấy được cái rủi ro này rồi. Và chia sẻ như này để anh chị nắm được những cái căn bản nhất về các cái rủi ro để anh chị và các bạn nắm được nhé.
Vậy thì anh chị và các bạn sẽ lựa chọn một cái quỹ ETF nào để đầu tư, đúng không ạ? Bây giờ lại đau đầu rồi này. Có rất nhiều quỹ ETF trên thị trường. Hiện tại có khoảng 8 quỹ ETF. Đó. Khoảng 8 quỹ ETF này. Thế thì anh chị và các bạn sẽ chọn cái quỹ nào để đầu tư đây? Đúng không nào? Thế thì chúng ta phải có tiêu chí. Chúng ta phải có tiêu chí để chúng ta lựa chọn. Thế tiêu chí lựa chọn của anh chị các bạn là gì? Hòa xin gợi ý nhé. Gợi ý cho anh chị và các bạn. Thứ nhất, hãy chọn cái quỹ mà có tính thanh khoản cao. Tức là gì? Cái quỹ mà có khối lượng giao dịch mua bán hàng ngày rất là cao. Nó phải lớn hơn 100.000 chứng chỉ quỹ. Anh chị hãy chọn cái chứng chỉ quỹ mà có khối lượng giao dịch lớn hơn 100.000 chứng chỉ quỹ giao dịch hàng ngày này này ở trên thị trường. Và cái cách tìm thì rất là dễ, vào cái các cái trang cà phê F hay Vietstock để anh chị thống kê quỹ nào có khối lượng giao dịch lớn hơn 100.000 chứng chỉ quỹ thì chúng ta có thể dễ dàng mua bán. Khi chúng ta cần tiền thì chúng ta bán đi, nó rất là dễ. Thứ hai nữa là gì? Anh chị hãy chọn cái quỹ mà có hiệu quả, hoạt động tốt, tối thiểu 2 năm. Phải thời gian nó dài một chút thì chúng ta mới có thể đánh giá cái hiệu quả của nó, đúng không nào? Trong năm 2020 thì có rất là nhiều cái ETF thành lập, vì vậy mà nó mới có 1 năm. Thứ hai đó là cái thời điểm mà thành lập, đúng là thời điểm mà thị trường chứng khoán đang sang năm 2021 thì thị trường vẫn bùng nổ, nên quỹ ETF nào cũng rất là hiệu quả. Chính vì vậy mà rất là khó đánh giá, phải vượt qua cái giai đoạn mà thị trường đang. Thế thì cái quỹ VN30 anh chị hãy tham khảo, bởi vì nó thành lập từ 2014, nó vượt qua thời điểm đỉnh và xuống đáy rồi. Và Hòa đã tính toán cái hiệu quả tích lũy đó, như Hòa chia sẻ ở trước là 13.7%, quá là tốt rồi đúng không? Đây chúng ta đầu tư tích lũy nhá. Tiếp theo là gì? Anh chị và các bạn hãy lựa chọn cái quỹ ETF mà có danh mục nằm trong rổ VN30. Đó, tức là danh mục quỹ, danh mục mà quỹ đầu tư là các cổ phiếu đầu tư nằm trong rổ VN30. Thực ra thì quỹ VN30 thì đương nhiên là trong rổ VN30 rồi. Các quỹ khác, ví dụ như VN Diamond, VN Finnip, vân vân, thì nó cũng có rất nhiều cổ phiếu trong VN30. Thì anh chị và các bạn hãy chọn những cái quỹ có trong rổ VN30 hoặc là chiếm tỷ trọng lớn trong rổ VN30 anh chị và bạn nhé. Như vậy thì cái rủi ro anh chị sẽ được giảm thiểu. Khi mà gì? Khi mà các cái tài sản quỹ đầu tư nó an toàn, đúng không ạ? Tiếp theo là gì? Anh chị hãy lựa chọn cái quỹ mà nó có quy mô vốn lớn một chút. Lớn. Nói chung là phải trên 1.000 tỷ. Đó. Lớn một chút thì cái tính thanh khoản nó cũng sẽ tốt hơn so với các quỹ nhỏ. Đó, để anh chị và các bạn dễ dàng mà lọc. Thực ra thì chúng ta không có kinh nghiệm. Tiền mà chúng ta tích lũy gom góp thì chúng ta nên tìm cái nơi an toàn để chúng ta để vào, đúng này. Không việc gì mà chúng ta phải đi lựa chọn những cái quỹ ETF thanh khoản kém, rủi ro, rồi danh mục tài sản nó khá rủi ro cho chúng ta khi chúng ta đầu tư, đúng này. Như vậy là Hòa đã chia sẻ với anh chị và các bạn đó cách thức để anh chị và các bạn lựa chọn các cái quỹ ETF cho mình cách tốt nhất. Thế thì anh chị và các bạn sẽ quan tâm tới quỹ ETF nào, đúng không? Với kinh nghiệm và chia sẻ của Hòa thì Hòa chọn VN30.
nó đạt được tất cả những cái tiêu chí mà họ đặt ra và họ đã chia sẻ với anh chị các bạn. Còn việc lựa chọn là của anh chị các bạn. Có thể anh chị và các bạn thì chọn thêm VN Diamond. Nhưng mà thực ra cái quỹ này nó thời gian nó mới hoạt động nên là mình chưa đánh giá sâu sắc được cái quỹ này. Trên thị trường nó còn có một quỹ gọi là quỹ VN Finite, đúng không ạ? Đó. Thì đây cũng là một cái quỹ mới, quỹ về danh mục tài chính. Tuy nhiên thì quỹ này mình cũng chưa đầu tư. Và bản chất thì nó là một trong một ngành. Vì vậy mà nó sẽ đi theo chu kỳ. Nên anh chị các bạn hãy lưu ý nhé. Hãy lưu ý tùy theo khẩu vị của mình, hoặc là mình chia tiền của mình ra, mình chia tiền của mình ra các cái quỹ như vậy để mình có thể đầu tư cũng không sao, mà mình cũng tối ưu hóa được cái hiệu quả đầu tư và mình cũng phân bổ tiếp tục cái rủi ro của mình ra nhiều các cái tài sản hơn nữa anh chị bạn nhé. Một câu hỏi đặt ra là anh chị các bạn sẽ đầu tư như thế nào để kiếm tiền an toàn với quỹ ETF, đúng không ạ? Thế thì cách thức mà Hòa chia sẻ rất đơn giản như này thôi. Anh chị hãy tích lũy như kiểu là bỏ lợn nhé. Tháng 1, 2, 3, 4, số lượng 100, 100, 100, 100, giá MB, 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 đúng không ạ? Hàng tháng chúng ta mua đều số lượng bằng nhau và chúng ta mua với cái giá thị trường chính là lệnh MP, market price. Đấy chính là giá thị trường. Tức là gì? Vào buổi sáng chúng ta đặt lệnh MP luôn, chúng ta mua theo giá thị trường anh chị các bạn nhá. Đây là cách đầu tư nó đơn giản, thực sự là như thế. Anh chị không phải chờ đợi là giá nào giá phù hợp để mua đâu, mà cứ đầu tư theo giá MP cho đơn giản, bởi vì chúng ta xác định tích lũy lâu dài, đúng không ạ? Anh chị cứ tích lũy lâu dài cho Hòa, càng lâu càng tốt. Và khi nào thì bán, khi mà anh chị cần tiền để chi tiêu hay điều chỉnh cái danh mục của mình thì mới bán. Và bình thường thì mình cứ để đó, đúng không ạ? Nếu mà nó vẫn tốt, nó vẫn đảm bảo cái hiệu quả cho chúng ta thì chúng ta cứ đầu tư, thậm chí là cả đời, đúng không ạ? Về cách thức đầu tư như thế nào thì Hòa có chia sẻ rất kỹ ở cái video này. Anh chị các bạn có thể xem, nó rất là đơn giản. Mua bán như cổ phiếu thôi anh chị các bạn ạ, không có gì khó khăn cả đấy. Và chúng ta phải tự tin đấy, phải chủ động và phải mạnh mẽ hơn trong cái việc là chúng ta quyết định lựa chọn một cái tài sản chúng ta đầu tư. Và đây chính là một cái gợi ý giúp cho anh chị và các bạn có niềm tin hơn để mà anh chị đầu tư chứng khoán. Đấy, có niềm tin hơn khi anh chị đầu tư chứng khoán và an tâm hơn khi đầu tư chứng khoán. Thực sự là Hòa mong muốn một cái sự bình yên khi mà anh chị các bạn đầu tư. Cái việc mà mang tới cho anh chị các bạn những kiến thức như thế này sẽ giúp cho anh chị hiểu rõ hơn và vững tin hơn trên con đường đầu tư của mình anh chị các bạn nhé. Như vậy là Hòa đã vừa mới chia sẻ với anh chị và các bạn rất là chi tiết về quỹ ETF, các cái rủi ro, lợi ích và cách kiếm tiền, cách thức đầu tư với quỹ ETF. Và hy vọng rằng video này sẽ giúp cho anh chị và các bạn có niềm tin, vững tin hơn khi mà anh chị và các bạn đầu tư. Nếu anh chị thấy video này hay thì hãy tặng cho Hòa một cái like nha, để YouTube họ lan tỏa video này tới rất rất nhiều người hơn nữa. Và nếu anh chị và các bạn muốn xem các cái video khác, muốn học rất nhiều các kiến thức từ kênh YouTube Tiền Của Official, anh chị hãy đăng ký kênh đi ạ. Anh chị hãy đăng ký nhá, ở đây này. Đó, anh chị hãy đăng ký đi ạ. Thế thì chúng ta sẽ còn gặp nhau, còn tương tác, còn trao đổi. Và anh chị đang quan tâm tới quỹ ETF nào, anh chị hãy comment ở dưới phần bình luận để chúng ta cùng trao đổi, chia sẻ thêm anh chị và các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn.